chúng ta uh, đang uh, trong cái giai đoạn mà bên Dũng tiến hành tổ chức livestream uh, live stream tiếp sức mùa thi cho tất cả các bạn trên toàn thế giới là thế nào sống ở Nhật Bản hay là Mỹ hay là châu đều xem được hết vào tháng 10 và tháng 11 đến đến lúc thi luôn thời gian thì từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng tuy nhiên hôm nay thấy bắt buổi sáng nên là thấy chuyển sang buổi tối nhưng mà chính chính là buổi tối lại nhiều bạn xem được hơn buổi sáng thì lại ít bạn à, xem được bởi vì các bạn còn đi làm hay này nghỉ trưa thì các bạn muốn nghỉ trưa một chút đúng không ừ hay để tạo. rồi các bạn để ý trên bảng nha tháng 10 chúng ta sẽ học chọn bộ từ vựng là năm 2021 năm hai một à, tháng tốc về đích này. tháng sau này tức là đây là cái nội dung livestream chim đúng không mọi người ạ à, chắc là mọi người có trong nhóm mọi người đều cập nhật được thông tin hết rồi đúng không ok nào chúng ta nhau bắt đầu luôn nhá hôm nay thể dạy hơi sớm một chút và chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn đấy mắt nhiều hơn mọi khi dạ. rồi bắt đầu luôn nhé mọi người nhá nè cái này vừa phải cầm cái này mà xem Mới khó này, mọi người ạ ô đâu nhỉ đây cần mất rồi câu đầu tiên là mọi người mọi người làm cùng thầy nè câu đầu tiên này. ừ ấy chúng ta cùng nhau nhìn lên bảng thầy đọc nhá có thể là nani nani chữ này là so men kara totta shashin desu đây là bức ảnh đã chụp từ từ gì đây? Chô độ là đúng đúng không? Đúng cái gì đó. Mọi người cho đáp án đi. Con này siêu dễ rồi. Nè. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ ôn N2 nhé Đây là N2 nhé mọi người nhé Buổi ngày hôm nay sẽ là N2 Được chưa ạ ừ. Chữ này là, là chúng ta đọc này Gạc cự Đây chưa nào Gạc cự là ngược Dên là toàn Được chưa Chữ này là ô oh bôi này Đúng không chữ này chính này được chưa nào hãy hãy chữ này là trong chữ mà Di mê đấy hình như trong là chữ mà Di mê có này ấy. đúng không nào ừ. thôi các bạn đâu rồi rồi không thấy có ai comment gì cả em thấy có ai comment gì ở đáp án không có thấy ai comment đáp, đáp án không chưa thấy ai comment đáp án đáp án đâu rồi nào để thấy viết chữ mà Di mê cho mọi người đã nhá sao mà Di mê chúng ta học rồi đúng không nào mà dư mê đây Majime là gì? Hai Majime Chưa? Bạn còn biết Majime không? Ừ. Chăm chỉ Majime chăm chỉ Rồi Lê Quang Khang chọn 3 ừ. 3 à, 3 nó nghĩa là gì nào? Có một đáp án nào? Huỳnh Thanh Trì 3 Chào Nguyễn Bảo Long nha Đáp án chúng ta chính xác là đáp án số 3 Được chưa? Chữ này là Mà Sô Men Mà Sô Men là chính diện mà số men là chính diện mọi người nhá ừ. vậy thì đây là bức ảnh đã chụp từ đúng chính diện ok chữ này còn đọc là chữ xin nữa nhé mọi người nhá chẳng hạn trong chữ xin hân ninh, chẳng hạn Hân viết cái thế nào nhỉ mọi người nhỉ Hân, hân ninh đó là xin hân ninh, đúng không đó là uh, thủ phạm thủ phạm chính đây chứ nào xin hân Được ok chưa ấy mặt chính diện rồi ok gen thì chúng ta có nhiều chữ gen đúng không gen cốc cự đúng không gen cốc cự teki chẳng hạn mang tính toàn quốc hay là gen sekai gen à, sekai toàn thế giới à, chữ này là trong chữ Omoi môi nếu mà có ba chữ thì chúng ta sẽ có một một từ rồi các bạn nhớ cho thầy một từ thôi nhá chữ này sẽ đọc là jiu này tiếp theo là chữ Rô à để soi đi nhỉ? chữ này Judo là làm việc quá sức Từ này rất quan trọng Đi thì khả năng xuất hiện rất là cao mọi người ghi cho thầy Tất cả đều có trường âm hết Jiu Được chưa? Có trường hết Có trường âm hết Jiu là làm việc quá sức mọi người ạ Rồi mãi mới hết một câu á Chuyển sang câu số 2 thôi Câu số 2 nhé mọi người nha Watashi no ie to Kanojo no ie wa nani nani nào cô nào 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 chia tay chia tay chia tay nhưng mà chỉ là chia tay chào nhau thôi mỗi người ai về nhà đấy thôi chứ không phải là chia tay mỗi người một nơi một phương nào 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 bởi vì là đúng không Các bạn cho nào đáp án nào câu này cũng không nào gì khó. chữ này là ngoài ra chữ này là, khác. Chữ này là à, về cũng là khác cô à, chữ này là gì nhỉ? khác cái gì đó hay là chữ này là chi gao cũng là khác là chữ này trong chi gao này chữ này là cô tô này đúng không đúng mình đọc là cô tô này đi ghép với chữ khác thì chúng ta có thể dùng từ ý bưng cạ đúng không sự khác nhau về văn hóa cái từ này rất quan trọng và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4 đúng không bệt hô cô là hướng khác nhau bệt hồ cổ thế nhà tôi và nhà cô ấy hướng khác nhau nên là chúng tôi đã chia tay ở đó dạ yeah. à, tiếp theo là chúng ta sẽ chọn là làm câu số 23 cho thầy nào đi sen đi ở cái thời điểm là năm 2022 thì dân số của Nhật Bản sẽ là rơi vào khoảng 125 triệu người ừ đây thêm bốn số không vào nó sẽ đọc được đúng không 125 triệu người đúng chưa à, vậy thì đáp án câu này sẽ là gì nhỉ ừ này là tổng dân số chính xác rồi mọi người đã chọn đáp số 3 số đúng không hay số dinh cô như nào tổng dân số của Nhật Bản tại thời điểm năm 2022 là 125 triệu người. Ừ. Cái xô so này thì chúng ta có thể dùng một vài từ khác như xô so sen kiệu à, tổng tuyển cử Đấy chưa? Đấy. À, chữ này là chữ man này trong chữ man tên hay là mang uh, man cai man cai là gì à hoa nở rộ nhất đúng không mà hoa nở rộ nhất là man cai chữ này là siêu rồi đúng không nào hay toàn từ dễ thôi bây giờ chúng ta chuyển sang câu tiếp theo nhá câu số 24 mươi Chỗ này thầy đọc cho. Ý ký. Thấy chưa? Hay. cô cổ, Fukuoka 1. Nó là cửa hacker Sanzu bin hóa. Chỗ này là binh gì ừ. binh này là dùng cho chuyến bay nhé. Chuyến bay 930 hướng đi cô cả Do thời tiết đẹp nên là đã thế nào đây? Đấy. Đáp án 1 1 1 1. Ừ. 1 chính xác rồi, đáp án số 1 cự, đúng không? Aktenko tức là thời tiết xấu nên là đã bị hủy chuyến thường hủy chuyến bay thì người ta sẽ dùng từ này nhá. Kịch cô tô narimas. Chúng ta có từ akkyo à, thêm chữ e kiểu vào đấy tức là ảnh hưởng xấu đúng không? Hay Tuần hoàn là gì mọi người? Dung cảng dung là tuần hoàn thì chúng ta có akkyo dung tức là vòng tuần hoàn nó nó bị xấu đi thì chúng ta dịch là vòng vòng quẩn akuzun càng dùng rất là nhiều aktenko này Akuzunkan càng này hay là akkyo này ba cái từ đấy hay dùng nhất đúng không hay chữ này chữ chúc đúng không nào hay chúc cực đoan này đúng không chữ này là tục biết sự này hay là tục chúc kèn tục kèn là bằng gọi là bằng sáng chế đấy tục chúc nhé đây là hình cô rồi, hình cô rồi. Nhá. Đấy, rồi, tiếp theo, câu số 25 mọi người ơi, câu số 25. Ta đi vào câu số 25 nha. Tanaka san wa atarashii kaisha no shachou ni shita sō Nghe nói anh Tanaka đã giám đốc công ty nó đi làm làm giám đốc công ty mới. Này này, này, shūnin shūsoku yakuwari kimmu. Các bạn chọn cho thầy đi. Mạnh Hà Ba Phương Thảo Hoàng Trường Nông Cấn Ba 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 hết chắc là đang số 3 rồi đấy siêu nin siêu nin nhậm chức rồi anh Kanaka đã nhậm chức nghe nói đã nhậm chức làm giám đốc của công ty mới Đấy chưa siêu số cự này là tìm được việc đúng không siêu số cự địch tạm Đấy chưa kim Mự là đi làm bình thường nhé cứ đi qua đi là vai trò vai trò Đấy chưa rồi câu tiếp theo nha mọi người nhá làm uh, nhanh nhanh một tí cũng được không sao cả

À, à, cái file này là cái gì đây à, cái file file này là cái 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 quyển mà tệp tệp để chúng ta kẹp tài liệu kẹp tài liệu vào trong đấy đấy thì chúng ta phải dùng từ này kẹp vào thì sẽ có đáp án là đáp án số 3 kẹp vào nhá hạt sa là kẹp nhá ừ, kẹp vào giống như hạt sa động từ động à, danh từ hạt sa là cái kéo đó, động từ là hạt sa đấy. Đấy ô sai được này các bạn là giữ giữ, giữ bàn này ô sai đấy sai hay là ni ghi được, nắm đúng không hay ni ghi nắm cái nắm chặt cái bút này ni ghi đấy ni scan cũng là nắm nhưng mà chỉ là nắm vào bình thường thôi hờ hờ thôi hay nắm vào còn ni ghi tức là kiểu nắm chặt nhá hay ta kẹp vào cái file đấy cái file đựng đồ đấy à, đựng giấy đấy rồi tiếp theo con số 26 mươi sáu nè hai bảy quên mất hay vậy hay vậy nào cùng thầy đọc nhá điều gì cả để tê cửa nó cả ô to ô à tức là cái món ăn nó ra muộn thế nên là đúng không hễ món ăn ra muộn thì thì sẽ khách hàng sẽ gì nhỉ à thì sẽ bị khách hàng nói nói gì đây phàn nàn đi đúng không mông cự chúng ta có một từ phàn nàn là mông cự đúng không vậy thì hôm nay không có từ mông cự trong này thì chúng ta sẽ chọn đáp án là đúng rồi ngô tiến mạnh ok các bạn chọn hết rồi đáp án chúng ta là cream cream phàn nàn được chưa rồi xem lại những từ vựng khác bonus sự bonus sự là gì đây các bạn có được bonus sự không tiền thưởng đúng rồi bonus sự là tiền thưởng tiền thưởng space sự tức là khoảng Khoảng, khoảng trống này ở đây ví dụ có một khoảng trống này mà gọi là space nhá yeah. hay smooth à, trôi chảy smooth trôi chảy mình ừ. vi có một từ đó là cứ cũng là đúng rồi cứ do cũng là lời phản nàn nhá ấy tiếp theo câu số 28 nhá hai mươi tám sai tám nào mọi người ơi ấy khá đẹp ạ ni nên 2年生の時に野球部の何何になった。từ dễ rồi mọi người. Ừm, hiện hiện 4. Đấy, tiến mạnh chọn 4, Mỹ Linh chọn 1. Ai Thế là nhìn thấy cái gì nhỉ? Nhà queue đúng không? Câu lạc nhà queue top là đứng thứ nhất, là năm thứ hai hay đứng thứ nhất? Ào, của 야큐 cũng có vẻ ok. Đúng không? số 2 bốt sự là uh, kiểu giám đốc bốt sự là ông chủ ấy Co Chi là huấn luyện viên còn captain là đội trưởng vậy thì mới năm thứ hai mà làm huấn luyện viên luôn à không được đó rồi. Đúng không? Đấy đáp án sẽ là young man captain Đúng không? anh ấy đã trở thành đội trưởng của câu lạc bộ bóng chày vào năm thứ hai Boss sự là ông chủ Ông chủ của câu lạc bộ bóng chảy Không được đúng không Hãy tốt là đứng đầu Không được Nha, Chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án Captain Chính xác Đấy đội trưởng nha Rồi tiếp theo câu số 29 Câu số 29 Konoyama wa Fukusu no Tozan Nani nani ga aru Câu này là câu số 3 À, chữ cứng bây giờ mới là câu số à, câu số 3 chữ cứng chúng ta học được 12 chữ cứng rồi đấy 1 2 4 này à các bạn đang phân 1 2 4 rất là nhiều đúng không thì thấy 1 1 là cô sự ừ. số 3 là lanh lanh là gì đây lanh là cái đường đi để nào đường đi hay là lanh thì nó là đường đường đây đây nó là một cái đường kẻ như thế này gọi là lanh hay là bên nhật có cái áp uh, app tin nhắn cũng là like đấy đúng không like này <laughs> cũng dùng từ này luôn like like chưa? thì nó ba nghĩa có sự tức là lộ trình à vậy thì đáp án sẽ là cái núi này có rất là có rất là nhiều lộ trình leo núi đáp án chúng ta đang số 1 chính xác ừ. hơn rất là nhiều phức sự phức sự rất là nhiều lộ trình leo núi đấy đô à, độ là con đường hình như là tiếng gì đó? skin dot à skin dot ngày xưa có cái game skin dot đúng không đô độ từ chữ đấy hay là con đường con đường tơ lụa nhá hay pass sự phát sự thì có nhiều nghĩa một thứ nhất là vẽ thứ hai là truyền bóng phát sự pass pass hay số ba là vượt qua kỳ thi nhá hay skeni passista à, tôi đã vượt qua kỳ thi test ni pass rồi tiếp theo câu số 30 eto ga mada katamatte nai no de shite kudasai vẫn là chữ cứng rồi mọi người ơi hãy chúng ta học nhau trắng in cự này chúng ta học rồi này in cự là mực viết này đúng không hãy pen là sơn này à, pen là sơn hãy có cái từ này nó mới này Đấy, từ này mới rồi còn cái từ này sẽ là đáp án chúng ta từ này mang nghĩa là bê tông bê tông concreto concrete concreto 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 Con bê tông vẫn còn chưa khô Đúng không? vẫn còn chưa cứng nên là hãy chú ý như nào manicure là sơn móng tay mọi người ở bên trên là sơn nhưng mà manicure là sơn móng tay Đấy. vậy là chúng ta đã làm xong câu số 30 rồi cho thầy quảng cáo một chút nhá ừ vào đầu tháng 11 đến ngày 4 tháng 11 thì bên thầy có tổ chức kế khóa luyện đề chuyên sâu dành cho tất cả các cấp độ cấp độ từ N3 đến N1 học trực tuyến với các thầy cô giáo ở đây qua Zoom ạ. À, nói chung là học thời gian buổi tối rất là thuận tiện cho tất cả các bạn từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối Việt Nam và ở bên Nhật sẽ là 9 giờ đến 11 giờ nhá. Ừ. Đấy về cái khóa luận đề này thì chúng ta chủ yếu học về những cái chiến lược làm bài thi chúng ta ôn luyện lại các bài thi rồi thầy sẽ chữa đề những tiếp đề rất là hữu ích hữu ích trong đó có 12 hai buổi chữa đề thì bạn ạ ừ. và tổng hợp lại cách uh, chính xác chi tiết nhất cho tất cả các bạn nha nên là các bạn yên tâm tăng điểm tầm khoảng 20 đến 30 điểm dạ yeah. và uh, có một ưu đãi là thầy sẽ tặng những bộ ebook dùng gồm có tổng hợp uh, kiến thức chữ hán từ vựng pháp này để các bạn ôn luyện lại này chưa sau đó tặng kèm cả khóa luyện đề online trên app nhá ừ. rồi thì có một cái cam kết nữa là nếu mà các bạn à, không đỗ thì các bạn sẽ được học lại một lần nữa cái khóa này ừ. rồi nhưng mà học thì uh, sẽ đỗ thôi yên tâm Ná. rồi không quảng uh, cáo nữa bây giờ phải làm bài tập ngay không bạn lại đi mất buồn lắm có số 31 Câu số 31 các bạn làm cho thầy nào Đấy rồi Đấy Nét tê rửa hay là Hôn nha là là nô đê Á Nguyễn Phương Ba ngô thì ông thắm ba Mi kem ba đô ảng ba Nhiều bạn chọn ba này chắc chắn là sẽ là đáp án số 3 rồi Cái tạ Các cự Là viết Đúng các cự này cũng có nghĩa là đổ mồ hôi Các cự cũng có nghĩa là gãi nữa cơ Đấy Nên ví dụ như là bị mũi đốt Kani sasarete Kayukute Kayukute Tamaranai Ngứa không chịu được nên là phải gãi Cài tạ đúng không Đấy Phui tạ là lau cái gì đó Khi tạ là kéo 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 khi tạ đúng không suy tạng là dính ở đâu đó cái gì là dính ở đâu đó hay là đến nơi nào đó đúng không? hay hay anh tao nói gì thì suy tay o, hôi à không kêu thì chưa dịch đúng không? hay bị tắt một hôi bởi vì tắt mồ hôi rất nhiều mồ hôi trong lúc đang ngủ nên là sáng sau khi tỉnh giấc thì tối tắm. Ok, câu số 32 mươi hai. What Nani nani, À, các bạn đã chọn số 4 rồi, vậy thì đáp án sẽ là số 4 rồi đúng không? Manele. Manele có nghĩa là bắt trước. Tôi đã bắt trước đúng không? À, tôi thường, tôi thường hay bắt trước những việc làm của chị gái tôi. Yeah. C là tại cái gì đó, tại ai đúng không? Anh là dễ tại mày đấy. Masi tức là còn hơn cái gì đó, đừng thường đừng cuối cô Masi đã tức là. Yori da. Ừ. Yori da. Cái gì đó còn hơn, đúng không? はい。はい。ふり、ふりをする。ふりをする。じゃあ、ざバー見てみろ。ザーバー。本音のよう聞かないふりをする。聞かないふりをする。なんかザバダンゴーやが。寝ているふりをする。ああ。あ、そぼんねああ、こ,こそバイバばな。o オ a ケーな w 田中さんがこの仕事をくれて本当に助かった。うん、来な来い。 nhiều từ như này đã chưa à hiki uke được này hiki watasu này hiki ire được này hả hiki komu này à cái duyên đã số một à ờ, hiki uke được đúng rồi trong từ vựng các bạn đã học rồi đúng không hiki ai à, hiki chứ mà hiki uke được tiếp nhận đúng không Hontuni Tasukata thật sự rất là may mắn bởi vì là anh Tanaka đã tiếp nhận công việc này cho tôi là cứ để mà cho tôi nhé hãy chúng ta sẽ có từ hiki ta sự tức là gì nhỉ nhượng lại à, không phải nhượng lại hiki ta sự chúng ta có thể dịch là gì nhỉ chuyển giao nhập nhầm là chuyển giao chuyển giao giờ hay hiki đây tức là bỏ vào và hiki komu tức là bị cuốn vào cái gì đó rồi, chuyển sang câu số 34 nhé mọi người nhá. Đấy, câu số 33 rồi, 34 rồi. Để... Câu số 34 nào? Đố có đọc chữ này đấy. Đấy. Chữ này, chữ này hình như vẫn lại xuất hiện rồi. Ý mà a xạ. Đấy, không phải ý mà a xạ đâu mà là Kết xạ, không? Cái xạ là sáng nay nhờ. Ừ, sáng nay. Sáng nay này. Cái gì đây? quả chủ ngữ là gì ơi đứng trước gá đứng nào dịch ký tăng ngày quả táo mà tôi đã mua sáng nay nó nó thế nào nhở itan đề được nó bị đau à hay là ô tô được ô tô động từ này là ô tô này đây là itam mự này đấy chưa yeah. Takubi", uh, này Thakubi này A đê này A đê này nào bị hỏng thối đau số một câu này có trong phần từ vựng chính xác thôi con này quả táo mà tôi đã mua thì nó bị hỏng, bị thối. Đúng không? Ừ, thì tan đề tạ. Như thế nào? Hãy. ô tô được là kém hơn. Kém hơn. À, chẳng hạn như là speedo đấy ạ. Ô tô tê được Đúng không? speed Tức là về tốc độ, ví dụ đang chơi game chẳng hạn. Về tốc độ thì tôi thua nó ấy. Nhưng mà về độ chính xác thì tôi thắng. Yes. C các cửa xà gã. À, C các cửa xà ạ. À tạo đấy đúng không về tốc độ thì là gì nhỉ speed đồ đều ạ ô tô tê được đúng không các bạn hiểu không ô tô được là kém hơn nhá còn thật uh, cứ được tức là mệt mệt lử mệt mỏi lắm rồi được chưa mệt lử người đấy a đây được tức là ví dụ như là biển động này hay là da sần thô giáp thì dùng từ này nhá nhìn ấy, à đây đi. rồi, tiếp theo, câu số ba mươi năm đấy mọi người. câu số ba mươi năm. nết tài nồ đồ vứt sữa. nết tài nồ đồ vứt sữa. nết tài nồ đồ vứt sữa. atatakaku, simeta, căn kiểu ô. đúng không? chủ ngữ là, cái động vật nhiệt đới này. nó không ạ. nó thế nào. đây là môi trường mà ẩm ướt và ấm áp. Động từ nhớ nhớ Si mê rự À si mê chứ si nữ hay nhỏ Si mê nhá Mê Ai Si mê Si mê tạ nha, si mê tạ kiểu Nào con này các bạn chọn với đây Một 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 Ai bà Phương án một vậy thì đang số một thích thôi Đúng không yeah. Nhưng mà đọc là gì đấy Ski à Chữ này đọc hả sư mự à không phải chúng ta sẽ đọc là có nô mự cách đọc đặc biệt nhá sơ cấp chúng ta học cái chữ hán này đọc là ski nhưng mà lên đến là hai rồi phải biết cách đọc mới của nó là có nô mự thích cái gì đó dùng cho từ gỗ chưa ja. thích môi trường ẩm ướt và mát, mự là vui vẻ à, gọi là háo hức chờ đợi cái gì đó tháng mi yeah. mi Mikomu. Mikomu dự đoán cái gì đó, được chưa? Dự đoán tăng giá chẳng hạn. Neogario, Mikonde, Mikonde đó. dự đoán tăng giá nên là tôi đã nhập hàng rất là nhiều. Thai điều ni Cider, Cidera, tức là nhập hàng số lượng lớn sẽ là Thai điều ni Cider yeah. Dự đoán tăng giá ký giang Thái, cắt, cái gì đó Nghĩa thứ hai là khắc vào đâu đó Đúng không? Chạm khắc vào Được chưa nào? Rồi Câu số 36 nha. Yeah. Câu số 36 mươi sáu gì Sen gộ hê wa no thai Nào đọc chữ hán nào Kizanda Chữ vừa nãy Kizita ừ. Xem các bạn chọn đáp số mấy đây Nào Chúng ta sẽ chọn đáp án số 2, Đáp án sẽ là số 2 Dạ yeah. Số 2 sẽ là Kizanda Kizanda ừ. Khắc vào trong tim Đúng không? Sự quan trọng của hòa bình Thấy chưa? Sen gộ là sau chiến tranh ấy người nhật sau chiến tranh thì họ đã gọi um, là khắc dấu vào trong tim đúng không? cái sự quan trọng của của hòa bình rồi có số 37 mươi số ba mươi bảy nha kết eki để atarashi restaurant no o buổi sáng nay đúng không tôi đã làm gì cái chirashi tức là cái giấy đấy gì nhỉ à, phát tờ rơi quên mất phát tờ rơi tờ rơi của cái nhà hàng mới này nhà hàng mới này muốn quảng cáo đúng không chúng tôi mới mở cửa hàng này nên là cần phải phát tờ rơi nên là sáng nay tôi đã phát tờ rơi cho cái cửa hàng mới ở trước cửa nhà ga ừ. bốn phân phát rồi số bốn là chúng ta hay <laughs> là phân phát để cho nào đấy phân phát còn chữ hai bưng là phân bố phân bố đây. hai bốc cự là thua ra ja, thua hai bốc cự là thua đây. còn hai vị tức là chuẩn bị cái gì đó ví dụ như là sư đự ví dụ, chuẩn bị máy móc chẳng hạn khi cài ô hai vị sư đự khi cài ô hai vị sư đự nha ni ban là tổ mồi mà đáp án sẽ là nhóm ban đây

Kỳ thi GPT là hai năm ngoái thì tôi đã trượt Vậy thì năm nay tôi Tham gia thi và đã đỗ Đấy chưa? Tham gia thi gì? Ừ. Năm số 1, Nông Định Đúng rồi, câu này chỉ có Futatabi Lại một lần nữa năm nay thì thi lại và đã đỗ Đúng không? Nobi tức là kéo dài ra Đúng không? Nobi tức Đúng là danh từ nữa là vết nứt Hay là sự dạng nứt gì đó Vết đứt hay sự giãn đất, à, shinobi tức là gión dén nhẹ nhàng, shinobi ashi tức là ừ. shinobi ashi để hèo à anh hai tạ tức là tôi gión dén vào phòng, như thế nào? Gión dén tức là kiểu bước chân, chúng ta rất là nhẹ nhàng á. Được chưa? Gión dén vào phòng. Này, nào câu số 39 câu số ba mọi người ơi. Ê, hey. nhìn qua chọn được đáp án không? Cái <laughs> mono shi ni kite mo sai phụ vật sẽ để kêu cái gì? Tham tham, mặt chi mặt chi, bả bả, xí bả xí bả. Bả long chọn bốn là thi thoảng một một đúng không? Một à. là thi thoảng à? Ừ. Tham tham là ngẫu nhiên tình cờ ngẫu nhiên tham ăn tham à thế Machimachi là khác nhau stobito no iken ga machi machi là ý kiến của mọi người thì khác nhau được chưa bara bara tức là rời rạc không đồng nhất được chưa rời rạc ý kiến không đồng nhất chẳng hạn ừ. đúng không ý kiến ga bara bara đã chưa hay là độ to nhỏ khác nhau okisa ga bara bara đã đúng không hay là shiba shiba là thi thoảng được chưa vậy thì đáp án sẽ là shiba shiba đúng không đấy thi thoảng à gọi là gì nhỉ thi thoảng thì cũng sẽ là gì nhỉ quên thường hay quên Kaimono shinikitemo shinikite mo sai vừa wasurete kuru koto ga shiba shiba đã cho dù có đi mua sắm đi chăng nữa thì thi thoảng tôi vẫn cứ quên ví được chưa Đấy cuối cùng rồi đã đến câu cuối cùng rồi mọi người ơi Nào Mayotta Sue Một mẫu ngữ pháp là Sau khi làm gì đó ừ, Sau khi Sau đó thì sẽ dẫn đến một cái kết quả Được chưa Đấy. Nhân đương, thương, huy anh Tất cả các bạn chọn một Vậy đáp án chắc là sẽ là một Vô giác cự là cuối cùng Đúng không nào Vô giác cự cuối cùng Từ này thường hay dùng trong văn viết Đúng không Đấy cuối cùng sau khi đi lạc lạc đường mà dốt thì tôi đã tới được Đấy, nhà của bạn tôi được cái từ này là cái nhà à, rồi kumani là trong chớp mắt trong chớp mắt chỉ biết là nó nhanh 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 chớp mắt thì không không nghĩ đến ví dụ thai phủ ga thai phủ ga Matatakuma-ni-tori-sugita Tori-sugita Trôi ừ. quá trong trước mắt rồi Tiếp theo đó là Jika-ni bằng mẹ trực tiếp su chok ni Ví dụ như là hỏi trực tiếp thầy giáo chẳng hạn Sensei-ni jika-ni Chumon à wo suru Tsune-ni bằng với lại là Itzumo à. Lúc nào cũng Lúc nào cũng Rồi cái video này bên thầy sẽ lưu lại cho mọi người nhé Và các bạn sẽ xem được ở đâu nhỉ Trên Youtube Được chưa các bạn Lên Youtube Và xem lại cái video ngày hôm nay Cho thầy Và các bạn vào Youtube thì các bạn nhớ ấn follow kênh của thầy nhé Rồi Bài ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây rồi mọi người ạ Có rất là nhiều từ vựng hay đúng không trong từ này Mấy cái từ lái này chúng ta phải nhớ Đúng không nào si ba si ba là gì Được chưa Tiếp theo ta ta đi biết rồi ở đây cái từ sinobiasi các bạn nhớ lại dón tén này được chưa đấy. procobi là vết đứt này đúng không đứt này hai phụ rồi phân phát cái này là phân bố này được chưa khi gian đã dễ rồi đấy hết rồi nhá mọi người nhá hôm nay chúng ta like đến đây thôi nhá các bạn nếu mà thấy hay thì ấn like và thấy thả, thả thêm chả, thả thêm cho thầy nhá bye bye mọi người xem